đã đến với Thúy Điển buổi sinh hoạt đầu năm niên khóa 2018-2019 ngày hôm nay. Và để cho buổi sinh hoạt được diễn ra một cách hiệu quả, thì Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp của trường Đại học Thăng Long đã mời Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng TVBank đến để giao lưu với các bạn sinh viên của chúng ta. Ngày hôm nay thì VBank rất vui được nhà trường mời đến đây để chia sẻ với các bạn về những cái định hướng nghề nghiệp đối với các bạn sinh viên. Cho em hỏi một chút, chúng ta giao lưu với nhau một chút đúng không? Thì trước khi thì tìm hiểu thông tin các bạn thì anh sẽ giới thiệu một chút về anh cũng như là về VBank. Anh thì là Nguyễn Văn Tú, hiện tại là giám đốc tuyển dụng của ngân hàng VBank của trên toàn quốc. Thế thì anh thì gắn bó với cả cái các bạn sinh viên thì lâu lắm rồi, tức là chia sẻ với thầy cô giáo là với các bạn từ năm 2003 thì câu chuyện đấy là câu chuyện rất là vui đối với trường Đại học Thăng Long. Và hồi tháng 4, 29 tháng 5 hồi mà ký kết với Đại học Thăng Long ấy thì đúng không, chia sẻ với cả thầy Phú là năm 2003 Tú cũng đã kết nối với các trường Đại học Thăng Long với cả doanh nghiệp của Nhật. Và hồi đó là tòa nhà này mới đang xây, mới đang là chỉ nền móng thôi. Và hồi đó thì hình như là hồi đó trường của mình còn ở một chỗ khác. Sau đó thì tức là cái đường vào cái trường này vẫn còn rất là lòng mèo. Đó, thì hồi đó thì thầy Phú có dẫn bác tổng giám đốc là người Nhật cộng với cả cùng tham quan cái trường này. Và điều đấy chứng tỏ một cái điều là nhà trường có một cái sự đầu tư rất là dài hạn và tầm nhìn rất là dài hạn, và các thầy rất là có tâm với nghề cũng như là mang lại những cái dịch vụ, những cái cơ sở rất là tốt đối với các bạn sinh viên. Thế ngày hôm nay đây cũng là lần đầu tiên mà Tú đứng tại hội trường này, và nhớ là 11 năm trước là đến cái thời gian này là chúng ta được nhìn thấy là các hồi đấy cái nhà mình đang xây bây giờ nó được đẹp như này, và cũng chưa bao giờ thấy một cái phòng họp nào mà nhẹ như vậy, đúng không? Thì đấy là một cái điều rất là vinh dự. Và sau 10 năm thì thị trường Thăng Long đã có những cái thay đổi rất là nhiều. Hồi đó thì Tú làm cho một cái công ty của Nhật mà lại về công nghệ thông tin, thì hồi đó chỉ là hợp tác với khoa công nghệ thông tin thôi. Nhưng mà còn bây giờ thì với công ty là đại diện của ngân hàng, thì ngân hàng thì nó có rất nhiều vị trí, rất nhiều công việc, và các bạn sinh viên cũng đến từ rất nhiều ngành nghề, đến từ rất nhiều các chuyên ngành khác nhau, từ kinh tế, kế toán, tài chính, thậm chí có cả những người đến từ ngoại ngữ và có cả những người đến từ công nghệ thông tin. Thế thì cơ hội bây giờ nó rất là nhiều, đúng không? Thế đấy là 11 năm trước. Thế thì với ngày hôm nay thì đến đây thì VBank cũng rất muốn là chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là một số thông tin về VBank. Thế thì vừa rồi gặp thầy thì thầy có chia sẻ là 30 năm trước, tức là đang theo Long là kỷ niệm 30 năm đúng không? Và cũng là tháng 8 đúng không? Tháng 10 đúng không? Vâng. Thì với VBank thì ngày hôm qua là ngày kỷ niệm 25 năm VBank được thành lập. Đó, tức là cũng là tháng 8 năm 1993. Thế thì 30 năm, 25 năm và 30 năm là những khoảng thời gian gọi là nếu mà là một con người thì là một cái thời gian độ chín nhất của đời người liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến sự thay đổi tâm lý và liên quan đến sự phát triển. Thế thì với cái này cũng như vậy, và là các bạn cũng như vậy, chúng ta đã trải qua rất nhiều cái thời gian mà chúng ta có được những trải nghiệm gọi là cuộc vượt qua những khó khăn ban đầu, và chúng ta bắt đầu phát triển mạnh mẽ nhất. Thì VBank thì trong vòng 25 năm, nhưng mà chỉ có 5 năm ở đây là VBank phát triển mạnh mẽ nhất. Còn lại từ những năm từ 2013 trở về trước thì VBank cũng giống như các ngân hàng khác cũng trải qua rất nhiều khó khăn và vẫn đang gọi là lần mò tìm kiếm những định hướng mới. Thế bắt đầu từ 2013 trở về đây thì VBank phát triển rất là mạnh mẽ.
2012 thì VPBank có lợi nhuận 1.000 tỷ. Đúng không? Nhưng mà sau 5 năm thì riêng là lợi nhuận về ngành co bank thì là lợi nhuận khoảng gần 5.000 tỷ, tức là gấp 4 lần. Còn tổng thể toàn bộ về tập đoàn VPBank cộng với cả NE Credit thì lợi nhuận hơn 8.000 tỷ, tức là gấp 8 lần. Thế thì đấy là một điều chứng tỏ là gì? Tất cả những tổ chức tài chính bây giờ họ căn cứ vào lợi nhuận để họ chia ra gọi là năng suất và gọi là chia ra sự hiệu quả của quản trị nhân lực, đúng không? Thế thì với VPBank thì không chỉ dừng lại VPBank IPO thì tháng 6 năm ngoái, đúng không? Và các bạn khi mà các bạn học kinh tế thì các bạn biết là sau IPO thì cái vai trò của cái việc nó phát triển nó còn mạnh mẽ hơn nữa, nó còn căng thẳng hơn nữa và nó có rất nhiều thách thức hơn nữa. Thế thì VPBank đang muốn trở thành một ngân hàng và hiện tại chúng ta đang trở thành những ngân hàng tốt đầu rồi, đúng không? Thì về mặt lợi nhuận hay là về mặt kể cả nói về thị trường thì gọi là cổ phiếu thì là một trong những cái tốt ngân hàng, tốt ba ngân hàng mà có cái cổ phiếu hiện tại tốt nhất. Thì đấy là về mặt thị trường. Thế còn về nhân lực thì VPBank hiện tại làm cho bank thì khoảng 10.000, khoảng 11.000 nhân sự. Và đối với cả công ty tài chính tiêu dùng thì khoảng thêm khoảng 12.000 nữa. Đó, thì khoảng 24.000. Thế thì với cái sự phát triển của VPBank như vậy thì hàng năm chúng tôi cũng phải cần đến riêng bank thì cần đến khoảng tầm 3.500-4.000. Và chưa kể các công ty tài chính cũng phải tầm đến như vậy. Các bạn biết là cái ngành kinh tế, ngành ngân hàng bây giờ nó rất thách thức. Rất nhiều thách thức. Và không phải sinh viên nào. Cách sau chúng tôi survey là 10 năm trước thì rất nhiều sinh viên muốn làm ngân hàng. Bởi vì công việc ngân hàng nhẹ nhàng. Nhìn các anh chị giao dịch viên thấy ngồi điều hòa và giao dịch cứ hết giờ làm về, đúng không ạ? Hoặc là một số những ngân hàng gọi là thương mại nhà nước. Ngân hàng mà chiếm cái tỷ lệ đầu tư của nhà nước cao thì họ nhàn hơn. Còn thương mại phần này rất là vất vả. Thế thì nếu mà các bạn hình dung ra là cái sự nghiệp công việc của mình về sau này, khi mà các bạn muốn làm ngân hàng hay muốn làm những tổ chức tín dụng khác và các bạn thấy rằng là tôi chỉ muốn làm gọi là nhẹ nhàng thôi, hết giờ về gọi là an nhàn và từ lúc 23 tuổi ra trường cho đến lúc 60 tuổi tôi vẫn như vậy thì điều đấy bây giờ nó là không thể, đúng không? Thế thì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với các bạn một số cái mà gọi là định hướng của ngành ngân hàng một chút và sau đó thì chia sẻ với các bạn một chút về nếu mà sau này các bạn đi làm, các bạn ra trường thì các bạn sẽ phải để ý những cái gì và các bạn để ý những cái gì thì nó liên quan đến câu chuyện là các bạn sẽ phải chuẩn bị cái gì, đúng không? Thế thì trước tiên thì các bạn chân hỏi đây là bao nhiêu bạn? Năm thứ ba, năm nay đang năm thứ ba, giơ tay khoảng một số ba, đúng không? Các bạn đang năm thứ ba tức là năm thứ hai, năm thứ ba, đúng không? Ok, rồi bạn đang năm thứ tư nhỉ? Năm thứ tư, tức là năm thứ ba, năm thứ tư, đúng không? Ok, rồi bạn nào năm thứ hai, năm thứ nhất hay năm thứ hai? Thế có những bạn nào không giơ tay, tức là làm quá 5 năm rồi. Quá 4 năm rồi. Ok. Các bạn học tín chỉ mà đúng không? Thế thì theo các bạn thì năm thứ 3 thì khác năm thứ 4 ấy chứ. Và bạn nào cho anh chia sẻ thôi, chúng ta không phải hỏi đáp gì mà tính phức tạp. Năm thứ 3 thì khác năm thứ 4 ấy chứ. Đi hôm nay là em chia sẻ đi. Ừ. Thưa anh là khác nhau ở số tín chỉ. Ngoài tín chỉ ra còn gì nữa không? Số môn học lại, số môn đi lại. Số môn học lại, số môn đi lại còn gì nữa không? Tuổi. Còn gì nữa không? Rất nhiều thứ. Thế thôi ạ. Có bạn nào chia sẻ thêm ngoài cái thông tin của bạn trai vừa rồi chia sẻ không? Các bạn lớp này sao? Có chia sẻ thêm không? Ok, rồi cảm ơn bạn trai. Bạn ấy chia sẻ rất đúng và rất thật, đúng không? Khác nhau về môn học, bạn học môn học khác. Thậm chí là bạn đã đi lại thì có phải
thi lại, đúng không ạ? Nhưng mà cái anh ở đây anh muốn chia sẻ thêm với các bạn ấy, cái việc học là cũng học, cái việc học đấy là việc của các bạn rồi. Nhưng mà tuy nhiên tâm lý nó sẽ khác, là các bạn bắt đầu các bạn chuẩn bị ra trường rồi, tâm lý công việc bắt đầu đè nặng rồi, đúng không ạ? Thế thì các bạn biết rằng là gì? Là bây giờ ấy thì ở trên báo nhắn nhạt là sinh viên Việt Nam ra trường thất nghiệp rồi thì 200.000 người thất nghiệp một năm, vân vân. Và cái thông tin đó nó không chỉ gọi là đến trực tiếp các bạn đâu, mà đến với cả những người quản lý ở ngân hàng của chúng tôi này. Thế tôi chúng tôi đi tìm người ngoài bắt ra mà không được. Thế thì các anh quản lý ở ngân hàng anh bảo tại sao trên báo chí mà ghi 200.000 người thất nghiệp một năm mà các anh không tìm ra người? Tại sao phòng tuyển dụng làm gì mà không tìm ra người? Đấy, 200.000 người sao không tuyển được vài người cho chúng tôi mà suốt ngày tôi phải thiếu người? Các bạn có thấy vô lý không? Các bạn thấy vô lý không ạ? Vô lý chứ ạ? Ngân hàng có một phòng mà cần đến hai người mà tìm mãi không ra. Hết ông nọ từ chối offer đến ông kia từ chối offer. Rồi chưa kể những người học nước ngoài về cũng nhiều. Đúng không ạ? Nhưng thực tế các bạn, nếu mà nhìn một cái bức tranh cụ thể hơn thì nó không hề vô lý một tí nào. Chúng ta nói về cái câu chuyện 200.000 người, các bạn đừng nghĩ là 200.000 người là to. Và các bạn không nghĩ đấy là một cái gì đấy, nó là một sức ép. Và đừng mang ra cái chuyện đó. 200.000 người đây, đó là gì? Đó là người tìm không tìm được việc. Đúng không ạ? Thế thì 200.000 người đấy, họ sẽ làm những công việc mà không liên quan đến cái định hướng của họ, không liên quan họ, hoặc là họ làm tạm bỡ, hoặc là vân vân. Rất nhiều thứ. Ok. Cái số đó rất to, chúng ta để này. Quay lại ngân hàng, tại sao mà tìm hai người mà trong cả triệu người đi làm mà vẫn không có? Cái đấy là để tôi tìm có hai người thôi mà còn không có. Nó có hai khả năng xảy ra. Một là không có người phù hợp việc đó trên thị trường. Hai là có rất nhiều người và nó liên quan đến câu chuyện thu hút. Đúng không? Thế thì để khẳng định là có những vị trí ấy, thì tôi chia sẻ với các bạn, ngân hàng bây giờ vô cùng khác. Nếu mà các bạn mà cứ học với một phong cách như bây giờ, hoặc là với một cái sự điều đặn bình thường ở trên giảng đường, thì cái cơ hội các bạn sẽ rất là thấp. Còn đối với doanh nghiệp ấy, thì họ yêu cầu một cái khác, một sự thực tiễn, một người chăm chỉ và một người phải biết lắng nghe để phát triển. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và những vị trí của chúng tôi, khi nó nói đến câu chuyện là tuyển một vị trí quản lý, tất nhiên chúng tôi sẽ không quản lý, không tìm những người sinh viên ra trường. Nên là những vị trí đó để sang bên. Tôi nói đến là những người mà tuyển không được ấy, là những vị trí chuyên viên, thậm chí là chuyên gia, có 3-4 năm kinh nghiệm, và thậm chí có những người chỉ là tốt nghiệp đại học, nhưng ở những chuyên ngành mà tôi quan tâm đến cụ thể. Và quan trọng nhất là bạn phải biết chấp nhận những công việc như vậy. Thì là đấy, thì quay lại câu chuyện là bây giờ nếu như mà các bạn muốn thành công hay các bạn định hướng như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về cái đó, đúng không ạ? Bắt đầu bằng việc bây giờ các bạn năm thứ ba, các bạn đến năm thứ tư, các bạn thấy được sự khác biệt. Tôi không nói câu chuyện về học hành, tôi nói câu chuyện về mặt tâm lý. Bắt đầu các bạn cảm giác là các bạn sẽ bắt đầu. Thế thì chúng ta từ năm thứ ba đến năm thứ tư rất nhanh. Năm thứ tư và sau khi tốt nghiệp cũng rất là nhanh. Chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi chúng ta sẽ làm được gì. Ở đây các bạn ở những chuyên ngành nào nhỉ? Nhóm bên này là bên nào? Tài chính. Tài chính thì nó chỉ có chuyên ngành tài chính thôi đúng không? Không có tài chính kế toán hay tài chính ngân hàng đúng không? Tài chính. Và các bạn này là ngân hàng tài chính. Ok, các bạn tài chính hôm nay rất ngoan đến đây cùng. Ok, thế thì các bạn hình dung ra là công việc về sau này mình đi làm cái gì chứ? Hoặc là trong một cái lúc nào đó bạn tập áo hoặc lúc nào đó bạn mơ về công việc tương lai của mình thì bạn định làm gì chứ? Thế thì em định làm gì chứ? Làm ngân hàng. Ok. Thế còn em? Em làm cho doanh nghiệp.
Ok, anh hỏi random là ba bạn thì có hai bạn cũng làm ngân hàng. Thế các bạn, ok, các bạn làm cho ngân hàng. VinBank có khoảng 610 công việc khác nhau trong ngân hàng. Thế bây giờ bạn biết bạn làm về nhà được 610 cái đấy không? Khó đúng không? Rất khó. Thực ra đến anh cũng mười mấy năm đi làm rồi nhưng mà để xác định một cái việc cho ngân hàng cũng khó lắm. Thì thưa với các bạn là cách đây khoảng mười mấy năm thì anh cũng không bao giờ anh nghĩ rằng là mình làm cho ngân hàng. Bởi vì tôi ra trường, thực ra thì anh hơi trái ngành, nói chuyện với các bạn, anh không phải khả thi người trái ngành, nhưng anh là người dân khách quan. Sau đó anh ra làm tuyển dụng cho công ty IT, chính là công ty mà giới thiệu về đây cho nhà trường này đầu tiên. Nhưng sau đó cũng làm giáo dục và cuối cùng là hai năm gần đây nhất là làm ngân hàng. Nhưng mà làm ngân hàng không có nghĩa là mình làm trái ngành, đúng không? Thì tất cả mười mấy năm công việc như vậy của anh đều là làm tuyển dụng và nhân sự. Tức là chúng ta có một sự khác biệt ở đây, đó là làm đúng ngành mình mong muốn, đúng công việc mình mong muốn, đúng những sự nghiệp mà mình mong muốn, hay là làm những công việc, đúng không? Công việc nó khác và sự nghiệp nó khác. Ngày hôm nay anh có thể làm kinh doanh, ngày mai làm hành chính, ngày kia anh làm về nhân sự, xong ngày tiếp theo anh làm marketing, đấy là công việc. Còn sự nghiệp của bạn, sự nghiệp của bạn nó không phải là ngày hôm nay anh làm chuyên viên, ngày mai làm trưởng nhóm, ngày kia anh làm giám đốc, đấy không phải. Và sự nghiệp của bạn, bạn muốn đi theo một cái nghiệp, cái nghề nào lâu dài, đúng không? Thế thì đối với gọi là anh thì nói chung là cái đối với VinBank thì nó là một cả một cái xã hội trong đó, và trong đó nó có tất cả hầu như tất cả những ngành nghề, từ marketing, từ nghiên cứu thị trường, từ hành chính, từ phiên dịch, từ làm kinh doanh, cho đến là cả những cái vận hành, hay là kể cả mua sắm, hay là kể cả làm những cái làm những bộ phận như là xây dựng, vân vân, có hết tất cả mọi thứ đều có hết. Mỗi người làm một việc, đúng không? Thì nó thành một cái tổ chức lớn như vậy, mười mấy nghìn người bạn cũng khác. Thế thì để mà nói rằng là cái công việc của tôi sau này như thế nào, thì với các bạn sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư, đặc biệt là các bạn năm thứ hai, năm thứ ba lên năm thứ ba và năm thứ ba lên năm thứ tư, còn có thể các bạn năm thứ nhất đến năm thứ hai cũng có thể tham gia được. Thế thì theo kinh nghiệm của anh ấy, thì có ba điều mà các bạn chỉ cần phải nhớ để mà làm, không cần thiết là các bạn phải làm gì nó to tát. Cái đầu tiên mà các bạn muốn thấy được thì các bạn phải thử, đúng không? Bây giờ các bạn cũng nghĩ rằng là bây giờ khi mà các bạn viết cái đơn xin việc hay là cái CV, các bạn ghi là bạn không có kinh nghiệm gì cả, mà các bạn biết là cái người tuyển dụng thì ghét nhất là trong CV không có một thông tin gì cả, ghét nhất. Và chia sẻ với các bạn là càng ngày cái hệ thống, tức là cái hệ thống máy, cái hệ thống quản trị thông tin viên, họ cũng rất thông minh, họ sẽ sàng lọc tất cả những thông tin nào không liên quan. Thế nên là nếu như các bạn mà muốn được có những cơ hội vào vòng tiếp theo để mà trúng tuyển, thì các bạn phải biết cách tiếp thông tin của mình, kinh nghiệm của mình, và truyền tải nó trở thành văn bản, đúng không? Thế thì có những câu hỏi đặt ra, các bạn cũng hỏi anh ơi em không kinh nghiệm gì thì em biết cái gì, hay không có kinh nghiệm gì thì không biết. Theo bạn thì không có kinh nghiệm gì thì biết cái gì? Dù em này, em cứ chia sẻ hiểu em không? Không có cái gì, không có kinh nghiệm đi làm gì thì biết cái gì? Như em thì em sẽ biết gì? Cứ nói bừa đi. Em chia sẻ cái hộ bạn ấy xem nào. Em là nếu mà mình không có kinh nghiệm thì mình có thể biết và mình phân kinh nghiệm là năng lực mình có thể nào. Tức là những cái kinh nghiệm mà mình học được
để có thể áp dụng vào công việc mình muốn tuyển. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Đầu tiên ấy, là nói về không có kinh nghiệm thì các bạn cũng phải chia ra hai loại. Tôi thấy bây giờ không nhóm sinh viên nào là ngồi im ở nhà để chỉ có học, đúng không? Không, tôi thấy các bạn rất nhanh nhẹn, các bạn rất thông minh và các bạn rất là năng động, các bạn làm mọi thứ. Thì các bạn phải xác định là gì? Cái kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm như thế nào, đúng không? Thì như tôi nói có hai loại, không có ai là một mình cả, nên chúng ta bỏ qua câu chuyện là chúng ta không có gì, ít nhất chúng ta có cái gì đó. Thế thì một là kinh nghiệm thực tế gắn liền với công việc mà người ta yêu cầu, hai là những cái kinh nghiệm làm việc khác. Thế tôi thấy bây giờ sinh viên hay biết này, em đi bán quần áo ở shop nọ shop kia, em đi làm marketing, em đi làm copywriter, em đi làm bồi bàn, em đi làm các KFC, em đi làm mọi thứ, em đi tham gia những cái hoạt động ở nhà trường, tổ chức những hoạt động hội thảo như thế này, đúng không? Thì tất cả những kinh nghiệm đấy các bạn nên cho vào, các bạn cho vào đấy. Nhưng mà chia sẻ với các bạn là gì? Những kinh nghiệm đó không hề vô nghĩa. Nhà tuyển dụng người ta không đánh giá vào kinh nghiệm đó để tuyển một anh sale. Tại vì em bảo em đi bán hàng shop bán hàng thì người ta không tuyển người đó làm sale, người ta phải hỏi kỹ, đúng không? Ví dụ bình thường anh sẽ hỏi, ví dụ bạn bán được hàng cho bao nhiêu người, mỗi ngày bạn bán bao nhiêu, người ta có giao doanh thu cho bạn, bạn làm thế nào để đạt doanh thu đấy, bạn có hay bị lỗi, bạn có hay bị trả nhầm tiền không? Nhìn nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó rất nhiều thông tin để nó để chúng tôi quyết định là chúng tôi có quyết định tuyển bạn không. Tại vì vị trí này tôi biết rằng là không cần những vị trí là kinh nghiệm không, đúng không? Đấy, các bạn có nhiều bạn nghĩ rằng là mình thông minh hơn nhà tuyển dụng, nhưng mà nhầm. Nhà tuyển dụng một ngày họ phải trải nghiệm qua mấy trăm người, làm sao thông minh hơn họ được? Họ là trải nghiệm thực sự, đúng không? Thế thì ở đây cũng liên đến câu chuyện là khi mà các bạn viết hồ sơ, các bạn phải viết những thông tin có ý nghĩa và phải tổng hợp lại được những cái gì mình có, đấy chưa? Và phải biết rằng là thông tin nào có ý nghĩa. Cái chuyện đó thì không phải nhà tuyển dụng người ta bày cho các bạn, mà chính các bạn phải biết, đúng không? Các bạn phải tìm hiểu nó để các bạn biết cái gì mà nó rồi. Tốt nhất đừng để một cái CV nào là trắng cả. Điều đấy là các bạn fail ngay lập tức. Và tôi chia sẻ với các bạn là cái tỷ lệ mà người thất nghiệp cao, bởi vì ví dụ như ngân hàng chúng tôi ấy, là 100 người đăng ký, chúng tôi chỉ có 10 người đến 20 người phỏng vấn thôi và lấy khoảng 5 đến 7 bạn đấy thôi, chứ không phải là chúng tôi phỏng vấn cả 100 người. Chúng tôi có những hệ thống để lọc, chúng tôi có những bạn kinh nghiệm để lọc, chúng tôi chỉ có nhìn cái CV các bạn chỉ có 30 giây, thậm chí là 15 giây là chúng tôi biết là bạn có next hay là stop, đúng không? Thế thì đấy là câu chuyện liên quan đến định hướng, đúng không? Thì các bạn phải biết là có rất nhiều bạn không định hướng được công việc, không sao cả, không chết người, nhưng các bạn hãy va chạm thật nhiều đi, các bạn đi làm thật nhiều đi, các bạn học hỏi được những người khác thật nhiều, các bạn tham gia những hoạt động giải trí thật nhiều đi, và các bạn hãy tham gia những hoạt động như cái hội thảo này thật nhiều bạn, thật nhiều bạn. Và mỗi hội thảo này nó mang lại cho các bạn những kiến thức, những cái trải nghiệm, những cái trải nghiệm này nó không phải là từ các bạn, trải nghiệm từ những người mà nó có kinh nghiệm hơn các bạn, giống như anh chẳng hạn. Điều đấy rất là tốt, nên làm như vậy, đúng không? Cái điều thứ hai, câu chuyện là học ngành gì và làm cái gì. Thì giống như cái câu chuyện của anh thôi, anh cũng không phải học ngành về nhân sự đâu, mà anh học về ngành khác. Thế thì ở đây nó liên quan một cái việc, đó là gì? Cái sự nỗ lực của các bạn nó mới quyết định cái nghề của các bạn, chứ không phải là nhà trường tặng các bạn một cái nghề. Nhà trường không tặng cho các bạn một cái nghề, mà nhà trường giúp cho các bạn định hướng và giúp cho các bạn nhìn nhận rõ hơn về năng lực và đảm bảo một nền tảng cơ bản cho các bạn để bạn làm việc. Chứ không phải là em vào học ngành tài chính thì em sẽ làm kiểm toán, em sẽ làm ngân hàng, em sẽ làm kế toán.
hay em học marketing thì em sẽ là marketing, không phải, đúng không? Và sự nỗ lực đúng không? Trong giai đoạn học có rất nhiều người cũng bị học và có nhiều người thay đổi ngành học, đúng không? Bởi vì cảm thấy không cần. Tôi chia sẻ các bạn là khi mà cái thời gian của tôi, khi mà tôi ra trường, cái điều mà tôi lo lắng nhất chính là năm thứ tư của tôi, tại vì tôi ngày trước tôi bách khoa học năm năm, năm thứ tư của tôi mà tôi đang, tôi hàng đêm tôi mất ngủ, tôi nói chuyện với một người bạn của tôi, người bạn lúc đó đã các bạn đã đi làm rồi, nên đi làm part time và hồi đó lương 3 triệu và tôi không đi làm đâu cả, thế chứ tôi là một bí khoa, bí thư khoa và điều đấy lại giúp cho tôi nhận ra một cái điều, tôi đang rất bơ vơ, tôi không có một nghề nào cũng xác định được cả, tôi không thể làm lập trình, ngày trước tôi học công nghệ tin tôi không thể làm lập trình các bạn ạ. Tôi đi làm thực tập ở FPT 3 tháng, nhưng mà ngày nào tôi cũng phải đi họp ở đoàn trường. Thế thì cuối cùng anh FPT anh bảo thôi em về đi, tại vì công việc này không hợp với em. Em làm sao mà em làm lập trình trong khi đó suốt ngày điện thoại của em bắt em đi họp được. Và có những đêm tôi đã phải gọi là có những đêm tôi khóc, của tôi cực kỳ bơ vơ. Mẹ tôi bảo là ra trường là mẹ không cung cấp nữa. Và y như rằng là sau ra trường là bắt đầu có offer và cắt luôn. Đúng không ạ? Thế thì lúc ý tôi cũng đi gặp rất nhiều người, tôi cũng phải đi tìm hiểu rất nhiều người. Và cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được một cái hướng cho mình. Là tôi là người có thế mạnh là về networking. Tại vì ngày trước đây tôi là bí thư trường nên tất cả hầu như các trường thì tôi đều quen cả, đúng không ạ? Hay tôi có một cái thế mạnh là tôi có thể nói chuyện được với mọi người mà nhiều người là lớn hơn cả tuổi của tôi, được chưa? Và tôi có một cái, tuy tôi không làm được lập trình nhưng tôi có thể biết về ngành công nghệ thông tin rất chắc và tôi tương đối có hiện đại và tôi nói được tiếng Anh. Thế là lúc ấy tôi xác định bắt đầu mần mò dần. Và tôi chỉ tìm những công việc nào liên quan đến tuyển dụng, liên quan nhân sự hoặc là hành chính hoặc là QA cho một tức là những việc nào mà cái thế mạnh của tôi đang là cái thế mạnh nhất, chứ không phải tôi đi tìm điểm yếu của tôi. Tôi mà lại cũng đi tìm một cái việc nào mà phải ngồi một chỗ, phải mày mò, phải rất logic, phải như nó kia là tôi sẽ đi phê. Thế tôi đi tìm những cái việc mà liên quan đến thế mạnh của tôi và cũng rất may sau đó thì cũng có quý nhân phù trợ, thì tôi tìm được một công việc ở một công ty nước ngoài liên quan đến tuyển dụng và dần dần như vậy thì ngày mai tôi có mặt ở đây. Thế thì tôi chia sẻ lại kinh nghiệm của tôi thôi, là các bạn đừng quá lo lắng vì câu chuyện mình chưa tìm ra được, và mình phải tìm ra, mình lo lắng nhất là mình tìm ra thế mạnh của mình và mình mặt mò những cái công việc nào liên quan đến mạnh, đấy là cái quan trọng để các bạn có thể bắt đầu một khởi nghiệp. Bởi không ai nuôi bạn mãi được, bố mẹ các bạn không nuôi các bạn mãi được, đúng không? Đấy là cái hoàn cảnh gia đình của tôi là ngày trước là như vậy. Thế nên là điều đấy rất là hay ở cái là chúng ta giúp cho chúng ta nhận thức được bản thân. Thì đấy là cái điều thứ hai tôi nói, tức là các bạn hãy tìm ra những thế mạnh của mình ngay từ lúc các bạn đang đi học để sau này giúp cho các bạn được hướng, các bạn nó sẽ rõ ràng hơn, đấy chưa? Câu chuyện thứ ba, trường đại học Thăng Long là một trường đại học rất là lợi thế, bởi là các bạn là một trường mà các bạn các thầy đều rất tâm huyết và cho các bạn những cái nền tảng, những cơ sở vật chất tốt, và các bạn là một trường được gọi là được linh động trong các chọn lựa trong các môn học và kết hợp giữa những môn học truyền thống và những môn học hiện đại, những môn học mà nó cập nhật so với thị trường, đúng không? Và các bạn học những cái mô hình tương đối là nó gọi là linh động để giúp cho các bạn gọi là được trải nghiệm nhiều nhất. Ví dụ như học tín chỉ cũng là một cái hình thức trải nghiệm. Hay là cơ sở, tôi đã đi thăm cơ sở vật chất các bạn. Tôi nói rằng tôi đã đi gặp đi một số trường ở châu Âu. Tôi đã sang trường đại học NMS của Sinh. Thì tôi mới thấy rằng là gì? Trường đại học Thăng Long không kém gì so với các trường đại học như vậy. Tất nhiên là trường đại học NMS là một trường rất là lớn, thậm chí họ nổi tiếng tốt ở trên thế giới đó. Và họ có rất nhiều nhân vật của châu Á đã tốt nghiệp và nổi tiếng tốt nghiệp ở trường đấy. Đại học quốc gia Singapore, họ có một khuôn viên rất là tốt. Nhưng mà ở trường chúng ta không kém gì cả. Nên là tôi khẳng định một các bạn tốt nghiệp là hội trường này là một trong những hội trường tốt nhất.
khối trường học có đến. Được chưa? Đấy. Thế thì các bạn có một cơ hội ở cái môi trường tốt như vậy. Và nó giống như con cá ở trong một bể nước ấy. Cái môi trường nước nó tốt thì nó giúp con cá đấy mạnh khỏe, béo, lớn nhanh. Đúng không? Thì các bạn có những cơ hội để có được môi trường mà các bạn năng động như vậy. Thế thì các bạn hãy gọi là thỏa sức để mà trải nghiệm trong môi trường này. Các bạn giao lưu thật nhiều. Các bạn gặp được các bạn bè thật nhiều. Các bạn tham gia những cái buổi thực hành thật nhiều. Các bạn tham gia những buổi hội thảo thật nhiều. Và điều đó nó giúp cho các bạn có những cái networking. Và tôi chia sẻ với các bạn, cái công việc của tôi ban đầu và cũng cho đến tận bây giờ, nó chính là do cái networking của tôi. Đúng không ạ? Tôi giúp đỡ một số người khác. Và sau đó tôi nhận ra cái công việc này là cái người đấy là cái người mà tôi đã từng quen trước đây, cùng phòng trọ đại học với tôi cùng một khu trọ với tôi. Và tôi giúp anh ấy làm luận văn. Hồi đấy anh là người học luận văn ở tiếng Nhật. Tôi cho mượn anh ấy mượn cái máy tính để làm luận văn. Và sau đó tôi sẽ chủ động nói chuyện với anh ấy là tôi là có những cái thế mạnh như thế này và tôi sẵn sàng giúp anh ấy, và chắc chắn là anh ấy cần tôi giúp anh ấy tuyển dụng những người mà công nghệ thông tin các trường học. Và khi đi làm là anh bảo thôi ok lên nói chuyện, sau đó đi làm luôn ngay lập tức ngày hôm sau, đúng không? Và sau một thời gian nữa thì gặp ông tổng giám đốc Nhật, ông lại đồng ý tiếp. Thế thì cái điều đấy nó giúp cho chúng ta là gì? Chúng ta không ngại va chạm, không ngại networking, không ngại gặp gỡ bạn bè, và chúng ta không ngại học hỏi bạn bè. Và qua đó networking để mà nói chuyện được giống như anh ngày hôm nay, anh phải trải qua khoảng bao nhiêu, thậm chí hàng trăm những cuộc nói chuyện. Thế thì các bạn cũng như vậy thôi, 5 ngày năm nữa hoặc là thậm chí lớn hơn 2-3 năm nữa, các bạn cũng giống như vậy, các bạn có thể nói chuyện được như vậy, các bạn có thể chia sẻ được như vậy với cả những người đi sau. Thế thì nếu không có những cái buổi nói chuyện trước đây như vậy thì các bạn không có ngày hôm nay, đúng không? Thế thì các bạn hình dung là gì? Tất cả những trải nghiệm của các bạn, dù là nhỏ nhất, dù là các bạn đi vào cái phòng này các bạn ngồi chỗ nào, đấy cũng là một cái trải nghiệm, đúng không? Các bạn biết chọn cũng là. Hay tôi lấy ví dụ thôi, đến bây giờ ví dụ như khi mà tôi học với nhân viên của tôi phải yêu cầu các bạn tắt máy hoặc là để zoom. Chúng ta phải có khi lắng nghe, chúng ta phải có sự tôn trọng người khác. Và trong những buổi lắng nghe này, tất cả những cái nhỏ nhất nó đều là những cái kiến thức rất là quý báu cho mình, đúng không? Thế thì những cái việc mà tham gia những cái hoạt động networking này, những cái hoạt động mà hội thảo chuyên môn hay là cái không chuyên môn này, cái năng mềm, nó đều giúp cho các bạn những cái kiến thức rất là bổ ích để cho các bạn input vào trong cái hồ sơ của bạn. Và ít nhất là sau khi mà các bạn lọt vào hồ sơ, các bạn đi gặp nhà tuyển dụng thì các bạn tự tin để nói với người ta rằng tôi là người đủ gọi là khả năng để có thể làm việc ở công ty như các bạn, đúng không? Thì đấy là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là nó không phụ thuộc vào các bạn đâu, nó phụ thuộc vào cái sự thay đổi. Tức là cách đây, để tôi lấy ví dụ là cách đây các bạn đang học năm thứ ba thì cách đây khoảng 3 năm, khi các bạn xác định vào một ngành gọi là ngành tài chính ngân hàng ấy, lúc ý thì tôi cũng chia sẻ là cách đây 3 năm thì ngân hàng cũng rất là khó khăn, đúng không? Từ năm 2008 cho đến bây giờ thì nó chia ra 2 giai đoạn, một giai đoạn khủng hoảng gọi là khủng hoảng kinh tế thế giới thì ảnh hưởng đến Việt Nam rất là nhiều. Tức là từ 2008 cho đến năm 2012 thì các ngân hàng đa phần là bị vướng nợ xấu, và trong quá trình gọi là họ cũng phải cấu trúc lại hệ thống trong nội bộ các ngân hàng cũng như là hệ thống ngân hàng của chúng ta. Thế thì những năm thời gian đó là những ngân hàng rất là khó khăn tìm một công việc ổn định, hay là có những người mà bị vào tù vào tội vân vân. Đấy là do họ thôi, cũng chẳng phải do thế giới tạo ra họ như vậy, đúng không? Do họ tự quyết định chọn, đúng không? Và từ bắt đầu từ năm 2012 trở về đây thì các ngân hàng đã bắt đầu thay đổi, thay ra đổi thịt, họ cấu trúc lại nợ, họ đi vào những phân khúc khách hàng tốt hơn, họ đi đúng phân khúc khách hàng hơn, họ tập trung vào vấn đề giá trị của nhân viên, họ tập trung vào sự tuân thủ, họ tập trung vào các quy trình, họ tập trung học từ những ngân hàng nước ngoài. Để làm ra bây giờ các bạn đọc kiểu trên báo các bạn biết là gì, ngân hàng là một trong những là ngành nghề mà có lượng bây giờ hấp dẫn nhất thị trường,
và tất cả những cái ngân hàng mà được IPO được lên sàn trong vòng 2 năm nay như là Techcombank hoặc VP đều là những ngân hàng khá nổi, và kể cả ông chủ của họ cũng là những người mà có những giá trị tất cả trên thị trường, đúng không? Thế thì đấy là những năm mà thay ra đổi thịt và các bạn đang ở cuộc quay đó, đúng không? Các bạn đang ở cuộc quay thay ra đổi thịt như vậy, và cái việc mà các bạn tham gia vào một trường đại học nó giúp cho các bạn nền tảng, nhưng nó không thể giúp cho các bạn thay đổi các ngân hàng đó. Vì tôi lấy ví dụ, các bạn đi ra các phòng giao dịch ấy, bây giờ thấy các chị là nhập tiền, đúng không? Ví dụ như là tôi có khoảng 50 triệu là tôi muốn gửi tiền, hoặc là bố mẹ các bạn, ví dụ như các bạn nào đang ở những quê xa chẳng hạn, bố mẹ các bạn gửi tiền cho các bạn là phải ra phòng giao dịch để chuyển tiền cho các bạn. Nhưng bây giờ nó không như vậy đâu các bạn. Bây giờ ví dụ tôi ở đây, tôi hầu như là tôi không phải rút tiền mặt và tôi chuyển cho các bạn của tôi, tức là tôi nghĩ là 5 năm tôi đi làm tôi chỉ ra quầy cũng có 2 lần hay 3 lần gì đó, còn lại tất cả đều qua điện thoại thôi hoặc máy tính thôi. Thế thì bây giờ mà các bạn làm và các trường, các bạn xác định tôi là muốn làm giao dịch viên, tôi rất muốn tiếp xúc khách hàng, rồi tôi muốn gặp gỡ khách hàng và tư vấn khách hàng. Và cũng thưa với các bạn ấy, là VBank cũng là một ngân hàng rất là hàng đầu. Bây giờ các bạn cũng không cần phải đến phòng giao dịch để nhập tiền nữa, mà các bạn cho vào những cái máy ở bên đường này là họ sẽ tự động nhập vào trong tài khoản các bạn và đưa cho các bạn một cái bảng kê là ngân hàng nhận được tiền. Thế thì cái vai trò con người ở đâu nữa? Làm sao cơ hội cho bọn em khi mới ra trường nữa? Sau đây bọn em biết làm gì? Đúng không? Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Tôi còn đang lo các bạn hơn là các bạn lo. Tôi lo sợ tôi mất việc, đúng không? Từ lúc cái máy làm rồi thì con người làm gì cần nữa. Nhưng các bạn yên tâm một cái điều là con người luôn luôn là gọi là, nó gọi là core trong cái business như vậy. Nó là thành tố chính trong tất cả những cái kinh doanh như vậy. Trước đây cũng con người cũng làm, và con người xây dựng quy trình, và con người chính là tạo ra những máy như vậy. Thế thì về sau ấy, những con người như chúng ta thì sẽ phải chuyển hóa sang làm những công việc nó mang cái giá trị cao hơn là những công việc mà nó mang tính chất hàng ngày và nó mang tính chất đơn giản. Máy nó sẽ làm những công việc đơn giản, đúng không? Đấy, thế thì cái việc mà chúng ta thấy rằng cái xu thế của nghề công nghệ nó giúp cho thay đổi cái công việc của mọi người, thì cái việc đó là các bạn sẽ là người phải là người đi tìm hiểu, chứ không có doanh nghiệp nào bảo bạn ơi bạn học ở đây đi, bạn đi học ở đây đi, bạn tìm hiểu ở kia đi. Doanh nghiệp không thể trả lời hết tất cả hàng triệu sinh viên mỗi năm được. Và tức các bạn bây giờ hệ thống internet rất là nhiều, các bạn có thể tự đọc tự hỏi, đúng không? Thế thì bây giờ đặt câu hỏi là đấy, anh đúng, anh bảo máy đã làm gần hết những việc đơn giản rồi, thì bây giờ bọn em đang chuẩn làm gì anh? Đây là gì? Thế mà năm nào đi vay cũng đi tuyển mấy nghìn người thế. Các bạn thấy là những câu hỏi này rất là nhiều khi nó rất là trái chiều, đúng không? Và rất nhiều cái câu hỏi khó. Thế thì công việc ngân hàng chia ra hai loại, và không phải lúc nào nó cũng sẽ thay đổi nhanh chóng như vậy được, đúng không? Ngân hàng rất cần những người mà họ có những cái trải nghiệm để họ giúp cái hệ thống đó nhanh hơn, làm tốt hơn, hiệu quả hơn. Họ vẫn còn cần những lực lượng là kinh doanh để giúp cho ngân hàng có được những cái kết quả kinh doanh tốt hơn. Máy bây giờ máy nó không thể gặp em và bảo máy nó trả lời là em ơi em có tiền không, em gửi vào ngân hàng đi, đúng không? Máy nó không làm được điều đó. Máy nó chỉ kiểm tra tài khoản, máy nó chỉ biết là gì, qua những thuật toán nó kiểm tra tài khoản của bạn đang dương bao nhiêu, đang âm bao nhiêu, trong 10 ngày gần đây bạn đã trải qua bao nhiêu giao dịch. Họ sẽ đưa recommend cho cái người giám đốc cái việc đó là khách hàng này có những tương lai giao dịch nhiều ít, và họ sẽ xu thế họ sẽ chọn những cái này, đúng không? Đấy, thế thì máy nó chỉ giúp cho các bạn làm việc đó. Còn để gặp khách hàng, để thuyết phục khách hàng, để tư vấn thì bây giờ chúng ta phải là người chính, đúng không? Thế thì các bạn làm doanh nghiệp ngoài hay các bạn làm ngân hàng, nó đều là những cái liên quan đến ngành dịch vụ, mà ngành dịch vụ bây giờ nó mới là xu thế, chứ không phải ngành sản xuất. Tôi dám chắc một điều
Và bây giờ bảo ví dụ như các bạn đã học ở đây và bảo các bạn bây giờ ra khu công nghiệp Thăng Long thì các bạn là công nhân may, các bạn sẽ từ chối ngay. Có đúng không? Câu hỏi này là đúng không? Chắc chắn các bạn đâu, khu công nghiệp cũng không thể tuyển các bạn như vậy. Họ chỉ tuyển những người mà trình độ thấp thôi, chỉ vừa đủ những công việc hàng ngày thôi. Và việc hàng ngày đấy dần dần nó thay đổi bằng máy hết. Đúng không? Đấy, thế thì cái việc của chúng ta là việc chúng ta cập nhật hàng ngày về xu thế của nền kinh doanh, sự thay đổi của kinh doanh và sự thay đổi của doanh nghiệp. Tôi chia sẻ với các bạn là khi VinBank IPO năm ngoái tháng 6, trước lúc đó chúng tôi tuyển rất là ồ ạt và tuyển nói chung là cũng khá là nhẹ tay. Nhưng sau đó các bạn biết không, chúng tôi bắt đầu chặt tay rất nhiều. Chúng tôi phải tuyển những con người mà phải đã hoặc đang làm ở những tổ chức mà tương đương với chúng tôi, hoặc là các bạn phải có cực kỳ tố chất, hoặc các bạn phải có những cái tiềm năng rất cao. Chúng tôi đầu tư những bạn đấy. Thế thì các bạn này, nếu như các bạn muốn làm ở những tổ chức lớn, họ có thương hiệu, họ có sự chuyên nghiệp, các bạn muốn học hỏi họ, thì các bạn phải khẳng định là mình có giá trị bằng cách chúng ta phải có những cái trải nghiệm, có những cái kinh nghiệm dù nhỏ nhất, dù đơn giản, nhưng chúng ta phải khẳng định, chứng minh được điều đó. Được chưa? Thế thì nói về ngân hàng, nói về công việc của ngân hàng thì tương đối là phức tạp. Bây giờ chúng ta quay lại một cái việc đơn giản là sau khi năm thứ tư ra trường thì chúng ta chọn ra những tổ chức như thế nào. Anh, những câu hỏi này nó sẽ câu hỏi khá là thông dụng với các bạn hơn, đúng không ạ? Bây giờ em ra trường rồi, em tốt nghiệp rồi, thế theo anh Tú thì quên em nên là một cái công ty nhỏ thôi, khoảng 50 người, hoặc công ty tư nhân, hoặc là công ty cổ phần, hoặc là một nơi rất là hoành tráng, thì là em nên chọn cái nào? Câu hỏi này là câu hỏi của các bạn, anh nghĩ là các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn, đúng không? Không phải ai cũng phải là một tổ chức lớn như vậy, không phải ai cũng có những cơ hội, và không phải ai cũng có cái duyên để bắt đầu một tổ chức lớn như vậy đâu. Cho anh hỏi hai bạn nam đây thôi, nếu là trường thì em thích là công ty nhỏ hay là một tổ chức lớn? Em sẽ làm ở công ty nhỏ. Công ty nhỏ, tại sao lại thích có công ty nhỏ? Bởi vì khi làm ở công ty nhỏ thì em sẽ phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn để phát triển công ty nhỏ lên. Ừ. Ý công ty nhỏ đấy là công ty của em hay là công ty em làm thuê? Của em. Của em. Ok. Và em muốn làm nó tốt lên, đúng không? Vâng. Em đầu tư vào nó, tự nhiên em làm ông chủ của em đầu tư vào nó, đúng không? Vâng. Ok. Thế còn bằng bên cạnh? Em muốn làm cái công ty nhỏ chứ. Công ty nhỏ? Ừ. Công ty là làm cho công ty nhỏ bắt đầu thì môi trường sẽ không biết là không biết là áp lực của công ty nhỏ. Về năng lực, ngoài ra còn gì nữa? Ok, cảm ơn em. Chuyển xuống mic cho anh một bạn gái phía sau đi, đeo kính. Theo em thì trước khi xong ra trường thì em sẽ tìm công ty, công ty doanh nghiệp nhỏ nữa. Thì mình sẽ làm để kinh nghiệm thì sau một vài năm thì mình có thể apply vào tổ chức lớn hơn ạ. Ừ. Ok, cảm ơn em. Cho anh hỏi một bạn là bạn gái đây, bạn thắng kẻ này. Em thích là công ty nhỏ hay là công ty lớn? Tại sao thích công ty nhỏ? Nếu mà gọi là anh mà đi tuyển dụng thì anh gặp các bạn anh hơi buồn vì chẳng ai chọn công ty lớn cả. Không, không sao, tất cả mọi người nếu mà để lớn được thì các bạn bắt đầu từ nhỏ. Suy nghĩ của các bạn thì anh rất ghi nhận cái suy nghĩ của các bạn. Nó có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là để lựa chọn được cái công ty nhỏ hay công ty lớn, nó đều có một cái lý do
Và cái đầu tiên mà các bạn lựa chọn nó chính là cái sự tự tin của bạn, đúng không? Anh không nói đến câu chuyện là các bạn khởi nghiệp nhé. Các bạn khởi nghiệp đấy là một cái private company, các bạn thì lưu ý thì nó lại là một hình thức khác là các bạn có đầu tư. Nhưng các ở đây anh muốn nói là các bạn đi làm thuê đi, các bạn một công ty nhỏ, một công ty to. Thế thường thường ấy, thì các bạn nghĩ rằng là em mới ra trường chắc em chưa bao nhiêu kinh nghiệm thì công ty lớn chắc không tuyển em đâu. Đấy cũng là một suy nghĩ và tương đối phổ biến. Cái suy nghĩ thứ hai là suy nghĩ tích cực hơn, là công ty nhỏ là em sẽ làm được rất nhiều việc và từ nhiều việc đấy nó giúp cho em trải nghiệm hơn rất nhiều, đúng không? Và cái thứ ba nữa là công ty nhỏ thì nhiều khi em tích cực hơn, nó không chặt chẽ, nó không khó, nó không áp lực, nó bình thường thì em có thể thoải mái hơn với cả cuộc sống, đúng không? Đặc biệt bây giờ các thế hệ gọi là thế hệ của các bạn gọi là thế hệ thế hệ Y, tức là thích trải nghiệm nhiều hơn, gọi là thế giới gọi là millennium, thì là một cái thế hệ mà cái trải nghiệm, tăng cái trải nghiệm và tăng cái sự gọi là flexibility, tức là linh động nhiều hơn, chứ không phải bó buộc một công việc gì đó lâu dài, hay không phải bó buộc vào một cái hệ thống gì đó lâu dài, mà các bạn muốn sự gọi là trải nghiệm, tăng cái trải nghiệm. Thế thì anh cũng chia sẻ như thế này, thực ra cái việc mà lựa chọn cái doanh nghiệp nhỏ hay to ấy, thì phần lớn là phụ thuộc vào các bạn thôi. Nhưng mà có ba cái mà ở đây các bạn lưu ý đến, là một là các bạn phải đánh giá được khả năng của mình. Doanh nghiệp lớn ấy, nó có rất nhiều cái để các bạn học, nó cả một cái thế giới ở trong đó. Những doanh nghiệp nhỏ thì nó không có cái thế giới như vậy. Anh ở đây không nói đến câu chuyện là VBank hay không nhé, mà ở ví dụ như là VBank hay là những ngân hàng khác ấy, tức là họ hàng 500 đến 1.000 cái công việc khác nhau. Và như vậy anh cũng chia sẻ là có những anh chị mà làm ở ngân hàng VBank đến 25 năm và họ trải qua rất nhiều chục công việc khác nhau, như vậy là cả cuộc đời của họ rồi, 25 năm là cả cuộc đời rồi, chắc chắn là họ đã đều ở đến 25 năm thì chỉ có họ bị hưu ở đấy thôi, đúng không? Và họ cũng giống như những người khác, họ cũng xác định là bắt đầu bằng một công việc nhỏ nhưng nó chỉ ở một tổ chức, sau đó họ trải nghiệm qua những cái vị trí khác nhau, những công việc khác nhau. Như vậy cả một cái life cycle về cuộc đời của họ, họ vẫn trải nghiệm tất cả những thứ khác, đấy chứ. Còn ví dụ như là một số bạn thì thích là những công ty nhỏ, sau đó các bạn một vài năm các bạn lại đi tìm những công việc lớn hơn, khác hơn ở những công ty khác. Và nếu như các bạn không có một niềm tin vững chắc, hay là không có một cái gọi là thiếu đi cái sự tự tin và gọi là độ lì trong công việc, thì cái moving people, tức là cái sự thay đổi của các bạn nó sẽ rất là nhanh. Tôi chia sẻ với các bạn là cái việc này nó bây giờ nó là một vấn đề rất là lớn đối với các bạn trẻ, là các bạn chính vì cái thế hệ các bạn là cái tính linh động cao nên các bạn rất dễ dàng để thay đổi công việc, và các bạn nghĩ rằng là ở ngoài thế giới có rất nhiều công việc để các bạn làm. Ôi trời ơi, ở đây xếp mặt tí là thôi, nghỉ, em nghỉ, ngày mai em nghỉ, em đi xin công việc khác. Đấy là một vấn đề rất lớn, và anh nghĩ rằng là các bạn trong buổi ngày học trường này ngày hôm nay sẽ nên nhớ việc đó, việc này để về sau các bạn sẽ chắc chắn điều này, các bạn sẽ rất là ngậm. Tức là một tổ chức người ta sẽ không đánh giá cao các bạn khi mà các bạn chưa làm được một việc gì đó cho doanh nghiệp mà các bạn nghỉ đâu. Để trở thành một chuyên gia trong một công việc thì các bạn phải mất 5 năm. Thế thì nếu như các bạn chỉ có 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì tức là các bạn chỉ vừa trở thành một người bắt đầu có thể làm được công việc đó một yêu cầu 100%. Còn dưới 6 tháng là chỉ có 50-70%. Còn từ 1 năm đến 2 năm là các bạn gọi là trong cái tư duy công việc các bạn nó có rất nhiều lỗ hổng, thì trong từ 1 đến 2 năm sẽ lấp các một lỗ hổng đó để các bạn trở thành một cái bức tranh nó toàn diện hơn, thì lúc ấy các bạn bắt đầu làm công việc đó một cách hoàn thiện. Và từ bắt đầu từ 2 cho đến 5 năm là bước để các bạn phát triển bản thân của mình. Ví dụ ngày hôm nay bạn chuyên viên thì 3 năm nữa, 2 năm nữa các bạn là chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp vân vân, hay là các bạn là quản lý giám đốc vân vân.
Đấy, thế nhưng mà các bạn nhớ một cái điều ấy, là một công việc, một công việc để trở thành một chuyên gia thì mất 5 năm. Và điều đó nó sẽ là cái điều mà các bạn sẽ vượt qua nó khó nhất trong 5 năm đầu tiên. Khi mà các bạn thấy rằng là 5 năm đầu tiên các bạn vượt qua thì cái sức nghiệp các bạn dần dần đã rõ nét. Tức là các bạn đã nhìn từ đây đến cuối con đường kia các bạn đã rõ nét rồi. Chứ còn nếu mà bắt đầu từ 1 cho đến từ là bắt đầu từ 0 năm cho đến 5 năm thì từ giờ đến cuối con đường kia các bạn có rất nhiều ngã rẽ. Và nếu như các bạn không chắc tay lại thì các bạn sẽ thay đổi. Những cái người mà hay thành công trong 5 năm đầu tiên ấy, chưa phải là người thành công. Đúng không? À, tôi xin lỗi là những người mà hay thay đổi trong 5 năm đầu tiên ấy, là không phải là những người thành công nhất. Thì ở tổ chức lớn nó sẽ yêu cầu các bạn như vậy. Còn tổ chức nhỏ thì yêu cầu các bạn thì tôi tìm một người để làm đúng việc này. Còn để mà bảo là một tổ chức nhỏ mà họ phải có một cái career path cho các bạn, tức là cái lộ trình công việc cho các bạn cũng khó lắm. Công ty bây giờ mà dưới 100 người thì rất nhiều. Nhưng mà những công ty đó để gọi là vẽ ra một cái roadmap cho các bạn ấy, rất khó, rất ít. Nó chỉ có tổ chức lớn họ mới làm được như vậy. Và các bạn biết rằng là để chúng tôi vẽ ra được những công việc 600 công việc đó cho một ngân hàng, chúng tôi phải mất mấy chục tỷ để làm việc đó, chứ không phải chỉ mất có 1-2 triệu hay đi hỏi anh Tú là ra được việc đó. Không phải đầu tư lớn như vậy, nên là công ty nhỏ không thể có một cái tiềm lực tài chính để làm được việc đó. Đấy, nhưng công ty nhỏ sẽ giúp cho các bạn được trải nghiệm. Ồ, ngày hôm nay em làm hành chính, anh thấy em có thể làm kinh doanh tốt, em bán kẹo, em thấy làm kinh doanh mình. Thế làm kinh doanh một thời gian thì anh nhận thấy em hợp với cả làm trường nhỏ, em dẫn dắt các bạn mới ra trường đi. Tức là giao cho bạn rất nhiều việc để bạn trải nghiệm. Đúng không ạ? Nhưng mà để vẽ ra những cái roadmap cho cái công việc của mình thì tổ chức lớn đã làm được nó. Và nó là một cách rất là chuyên nghiệp. Tại vì khi mà tổ chức lớn thì các bạn chỉ đi sai một chút thôi. Giống như là các bạn biết là về Unilever hay Pepsi hay Coca, họ là những tổ chức rất là lớn. Đúng không ạ? Những công việc của họ nó rất là, anh làm marketing, anh chỉ làm marketing. Anh làm về distribution, chỉ làm distribution. Đúng không? Anh làm về product, chỉ làm product. Nhưng mà ông nào phải làm rất gọn việc của đó, sau họ mét tất cả với nhau thành một cái gọi là các series, các chuỗi cung ứng để có thể giúp cho cái tổ chức này phát triển. Đấy thì ở ngân hàng cũng như vậy. Nhưng mà ở các công ty nhỏ thì các bạn làm đa năng hết. Nhưng không phải điều đấy là không tốt. Đấy là tùy các bạn quyết định. Đúng không? Nó phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn. Nó phụ thuộc vào cuộc sống của các bạn. Nó phụ thuộc vào định hướng của các bạn. Nhưng mà ví dụ với lại chúng tôi công nghệ thông tin chẳng hạn, thì công ty nhỏ cũng là một cái rất là tốt. Đúng không? Công ty nhỏ bây giờ họ cũng có rất nhiều cái cơ hội. Đặc biệt là họ cũng sẵn sàng trả lương tương đối là cao. Đúng không? Và những để những công ty IT mà lớn thì họ cũng không có nhiều đâu. Những FPT của chúng ta cũng không có nhiều đâu. Đúng không? Đấy, và họ FPT cũng phải đến 25-30 năm rồi. Đúng không? Hình như họ cũng năm 93-98 gì đó. Tôi nhớ hình như có 20 năm. Đấy thì họ cũng phải mất mấy chục năm như thế thì họ cũng bắt đầu lớn được như vậy và có nhiều công việc như vậy. Đấy thế thì cái phần mà tôi vừa chia sẻ thì nó sẽ trả lời được một số cái câu hỏi và gọi là sau khi ra trường thì các bạn sẽ có những đặt ra những câu hỏi rất là lớn như thế, đúng không? Thế thì tôi cũng mong là gì là sau khi mà các bạn có những cái sự thay đổi về khi mà các chương trình học các bạn có sự thay đổi thì các bạn đã nâng lên một lớp thì các về tư duy suy nghĩ và trải nghiệm các bạn sẽ tốt lên để giúp cho các bạn có một cái sự tự tin và định hướng và đặc biệt các bạn biết chọn đúng việc của mình. Còn 1-2 năm đầu thì tôi cũng khẳng định với các bạn là tôi không dám khẳng định 100% là các bạn sẽ chọn đúng nghề, nhưng bạn đừng ngại cho câu chuyện là gì, tôi sẵn sàng chọn sai nghề, đúng không? Bởi vì lúc đó tôi không có đủ cái thông tin, không đủ khả năng, hoặc là những người mà xung quanh tôi không đủ support cho tôi cái việc đó. Giống như tôi là chọn cái ngành công nghệ thông tin, thực ra nó theo cái thông tin khác chứ không phải là tôi quyết định cái việc đó. Mà lúc ý là thị trường nó sẽ có một xu hướng là công nghệ thông tin là rất là ngành hot, vậy là tôi chọn ngành đấy. Nhưng tôi cũng biết là tính cách của tôi sau này cái môi trường đại học nó giúp cho tôi thay đổi cái tính cách của tôi, và cái thay đổi đấy nó lại giúp cho tôi nhận ra là tôi không hợp với ngành này.
cái ngành công nghệ thông tin nó rất là to, nhưng hồi đấy tôi đi theo ngành là ngành phần mềm, thế thì cái ngành phần mềm nó không hợp với tôi, được chưa? Vì đấy là những trải nghiệm rất là ngắn, gọi là để chia sẻ với các bạn, để giúp cho các bạn gọi là thêm những cái thông tin thôi, và giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm, và cũng không phải lúc nào các bạn cũng có những cái trải nghiệm như thế. Và để thành công hơn thì mình đừng có nghĩ rằng là mình cứ phải trải nghiệm thì mình mới thành công, không phải. Cách tốt nhất là phải học từ người khác cộng với cả những trải nghiệm của mình thì chúng ta sẽ thành công nhanh hơn và đi xa hơn. Thế thì ngày hôm nay cũng là một cái thời gian rất là ngắn để có thời gian chia sẻ với các bạn. Thì VBank cũng kết hợp với nhà trường có một hợp tác toàn diện về rất nhiều các hoạt động liên quan đến giúp cho các bạn sinh viên có những cái bước tiến trong sự nghiệp của mình. Thì doanh nghiệp và nhà trường phải kết hợp với nhau để làm những việc đó. Tất nhiên không chỉ dành cho các bạn mà còn có những cái ý tưởng và kế hoạch các bạn. Và chúng tôi xác định là gì? Là những cái công việc này nó phải mất rất nhiều thời gian, hàng năm, 10 năm. Và cái sự hợp tác này nó sẽ ngày hôm nay giúp cho các bạn, nhưng mà ngày hôm sau các bạn sẽ giúp lại cho những người khác, những người mà là những lớp sinh viên kế cận các bạn, là những đàn em của các bạn. Thậm chí về sau những cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn quản trị tốt hơn về những cái công việc của mình. Và khi các bạn trở thành quản lý thì các bạn cũng sẽ lại giống anh ở đây, các bạn chia sẻ lại cho những người như vậy, đặc biệt là chia sẻ cho các bộ nhân viên của mình để giúp cho họ tốt hơn. Thế thì chốt lại một vấn đề là chúng ta sẽ phải luôn luôn tìm hiểu, mày mò và có nhiều trải nghiệm, cũng như là để giúp cho chúng ta giàu hơn về kinh nghiệm và chia sẻ lại cho những người khác, giúp cho cả cộng đồng của mình sẽ càng ngày càng tốt hơn. Thưa các bạn, các bạn đồng ý không ạ? Ok, cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ có những công việc tốt sau này. Nếu như các bạn nào mà quan tâm đến ngân hàng thì các bạn có thể tham gia đăng ký với nhà trường hoặc là theo dõi những thông tin của VBank. VBank thì open rất nhiều cơ hội với các bạn. Bên tôi có những trang web hoặc fanpage mà tương tác với các bạn rất là nhiều, các bạn có thể đăng ký online. Ngoài ra thì sau chương trình này thì cũng đề xuất với nhà trường có những cái chương trình mà gọi là trong những buổi học hay là những cái buổi gọi là chuyên đề, thì ngân hàng sẽ cử cái anh chị chuyên gia của mấy người giám đốc lên để chia sẻ với các bạn, giúp các bạn có nhiều kiến thức hơn. Và ngân hàng, ví dụ như anh hoặc là các bạn ở trong team nhân sự thì không ngại ngần để chia sẻ với các bạn về gọi là khi các bạn có thắc mắc về nghề nghiệp hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến sự quyết định về công việc thì các bạn cũng mày mò có thể hỏi. Email cá nhân của anh là tu.nguyenhoang@gmail.com, đấy thì các bạn có thể open. Thì với các bạn thì anh cũng chia sẻ luôn là cách đây khoảng 8 năm thì anh đã bắt đầu chia sẻ với sinh viên của rất nhiều các trường đại học, hầu như tất cả trên tất cả các trường đại học đã đều trải qua rồi. Thì cái việc mà hỗ trợ cho các bạn là cái chuyện nó nằm trong cái gọi là cái đam mê và trong trái tim của mình rồi, thì cái việc đó không có vấn đề gì phải ngại khi mà các bạn có một vấn đề gì đó. Và tốt nhất là viết mail, tại vì ban ngày thì anh rất bận, hầu như là trước 8 giờ tối là không bao giờ về trước 8 giờ tối mấy đâu, toàn 8 giờ tối mới bắt đầu về nhà. Thế thì cũng chỉ là các bạn, nếu mà các bạn cần, các bạn hỏi thì các bạn có thể viết mail, anh về sau anh sẽ sẵn sàng reply lại email của các bạn, được chưa? Và hy vọng rằng là những cái chia sẻ của anh cũng sẽ giúp cho các bạn rõ ràng hơn và giảm sức ép liên quan đến sự nghiệp sau này của các bạn. Ok, cảm ơn.